thưa quý vị, trước khi để giới thiệu các bài trình diễn kế tiếp, tôi xin phép được nói vài lời về nhóm thiếu niên và thiếu nhi Gia Long Toronto. Do đó hôm nay tôi xin phép có mặt ở đây chị Ánh Tuyết và anh Tuấn. Xin chào chị Ánh Tuyết và xin chào anh Tuấn. Dạ chào anh Đức. Chị Ánh Tuyết và anh Tuấn là hai người đã có công rất nhiều trong việc thành lập và gây dựng cái nhóm thiếu niên và thiếu nhi Gia Long Toronto trong vòng 25 năm qua. Lực có câu hỏi riêng cho chị Ánh Tuyết là trong thời gian sinh hoạt vừa qua thì có cảm tưởng như thế nào khi sinh hoạt với các cháu thiếu nhi và thiếu nhi Gia Long Toronto? Dạ, thưa anh Lực, sở dĩ các cháu đã hoạt động chung với gia đình Gia Long liên tục trên 20 năm là nhờ từ đầu cha mẹ, anh chị em trong Gia Long đã sinh hoạt thì dẫn con cháu theo sinh hoạt chung. Nhờ đó mà các cháu mới có cơ hội để nghe được nhạc Việt Nam và học thêm văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, các cháu có cơ hội gặp nhau rất thường xuyên và kết chặt được tình thân, tương trợ lẫn nhau. Thì từ đó đã có thế hệ thứ hai, Gia Long thứ hai và hoạt động chung. Nhân tiện đây, gia đình Tuấn Tuyết xin cảm ơn anh chị em Gia Long đã khuyến khích và cộng tác cho các cháu hoạt động với nhau lâu dài như vậy. Vâng thưa chị, có thể cho Lực được tiếp lời ở đây không? Bởi vì theo nhận xét của Lực thấy rằng các cháu lúc đầu là do các anh chị và các cha mẹ để hướng dẫn để thực tập, nhưng sau đó các cháu đã tự có một khả năng văn nghệ riêng và các cháu đã tự hướng dẫn hướng đi cho mình trong những buổi trình diễn trong những thời gian gần đây và đặc biệt là trong những cái màn mà quý vị sẽ xem sắp tới, phải không chị? Kính thưa quý vị, nếu quý vị hồi tưởng lại thời gian xưa năm 60 và 70 thì ở Việt Nam chúng ta có cặp song ca nổi tiếng đó là Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết, thì Gia Long chúng tôi trong vòng 25 năm qua cũng có một cặp song ca khá nổi tiếng với một cái nickname là Lầm Cẩm Nguyễn Thùng Thiết. Đó không ai khác hơn là chị Ánh Tuyết và anh Tuấn. Anh Tuấn có thể giới thiệu cái màn kế tiếp mà anh chị đã cống hiến cho quý vị khán giả ở đây được không? Vâng, cảm ơn anh Lực để đóng góp trong chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ trình bày một liên khúc với hai nhạc phẩm Phút Đầu Tiên và Mấy Nhịp Cầu Tre. Thank
chim đèo đường đất nước, ta từng giờ đứng ngồi chân quay về, dù gặp nóng đông tìm nhau, dù tìm đời mênh mông lòng luôn đời chẳng thấy chỉ nhớ không đầu tiên nay đôi đứa khi mới quen nhau. Oh,